Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, vũ khí viện trợ của phương Tây hiện đang dần cạn kiệt tại Ukraine. Nhưng đó là lời của phương Tây nói. Một ngày nào đó phương Tây đổi ý thì Ukraine lại sẽ có vũ khí để chiến đấu. Và liệu Ukraine có bị sâu xé bởi các thế lực đang thao túng này hay không? Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Không có thỏa thuận hòa bình Nga và Ukraine Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Dieter cho biết, chắc chắn sẽ không có thỏa thuận hòa bình giữa nga và ukraine kiev đã bỏ lỡ cơ hội đàm phán và giờ đây moscow có thể đưa ra các điều khoản thay vì đưa ra các thỏa thuận jitter nhấn mạnh rằng rất có thể ukraine sẽ có cơ hội ngồi vào bàn đàm phán và ký một văn bản đầu hàng do nga chuẩn bị với các yêu cầu của mình trước đó thì lầu năm góc đã trao cho kiev quyền chỉ huy một cuộc tấn công vào mùa đông bộ trưởng quốc phòng lloyd austin tuyên bố rằng hoa kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ ukraine trong cuộc đấu tranh vì tự do chống lại sự xâm lược của Nga trong cả hiện tại và tương lai. Điều đáng chú ý là tuyên bố của ông là giao tiếp với các nhà lãnh đạo, chứ không phải là với lãnh đạo nhà nước. Trước đây thì phương Tây chỉ nói chuyện với Zelensky là đủ. Nhưng mà giờ đây, chúng ta đang nói về tướng Zaluzny và những nhóm quản lý sẵn sàng theo phe nhóm của vị tướng này. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng nói rằng Hoa Kỳ không có loại cây đũa thần hay là vũ khí thần kỳ nào có thể giúp Ukraine. Theo ông, Ukraine chỉ có thể đạt được kết quả tích cực trong một cuộc đối đầu vũ trang bằng cách thiết lập việc sử dụng hiệu quả các loại vũ khí của phương Tây. Đảo chính hay từ chức Tại Ukraine, mâu thuẫn giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzny ngày càng gia tăng. Nhà lãnh đạo Ukraine đang tiến hành chặt đứt các vây cánh của đối thủ, đồng thời phát động một chiến dịch thông tin trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội trước áp lực. Tướng Zaluzny có thể đào chính để lật đổ Tổng thống Zelensky không khó để nhận thấy rằng, Tổng thống Ukraine gần đây đã trừ khử đáng kể trợ lý thân cận của tướng Zaluzny. Đầu tháng 11, Tổng thống Zelensky đã cách chức Tổng tư lệnh tác chiến đặc biệt Viktor Korenko mà không hề thông qua Tổng tư lệnh. Và cách đây không lâu, trợ lý thân cận của tướng Zaluzny là Gennady Chastikov đã đột ngột qua đời trong một vụ nổ liệu đạn bí ẩn. Và gần đây nhất, tư lệnh lực lượng quân y Ukraine Taniana Otachenko cũng đã bị sa thải. Chưa hết, truyền thông ukraine còn đang lan truyền việc hai vị tướng nổi tiếng sắp từ chức đó là tướng alexander tanatsky và tướng sergei naev ngoài ra thì phía văn phòng tổng thống cũng đang có động thái về việc tiến hành tố tụng hình sự các quan chức này điều thú vị là bộ quốc phòng ban đầu đã thẳng thừng bác bỏ những cáo buộc như vậy tuy nhiên vào thời điểm này bộ quốc phòng lại thừa nhận việc đang thảo luận về chủ đề thay đổi chỉ huy song song với việc đó một chiến dịch trên các phương tiện truyền thông đã được phát động nhằm chống lại Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Zaluzny. Cụ thể là nhà lập pháp Zevgeny Zepchenko cho rằng, chính tướng Zaluzny là người phải chịu trách nhiệm về sự thất bại trong cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo nhà lập pháp này, quân đội Ukraine cho thấy họ không biết mình đang làm gì, họ không biết cách phát triển một chiến lược phức tạp hơn và sử dụng các động tác nghi binh. Điều này đã dẫn đến sự bế tắc trên chiến trường của quân đội Ukraine. Một thành viên quốc hội khác là Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc hội về An ninh Quốc gia Mariana cũng đã lên án tướng Zaluzny vì đã chuẩn bị luận văn cho mình tại Học viện Luật Odessa. Ở Ukraine hiện đại, những sáng kiến lập pháp như vậy được coi là một tội ác. Có một số lý do cho cuộc xung đột giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzny. Một mặt là giới lãnh đạo quân sự và chính trị gia của Ukraine có cách đánh giá khác nhau về tình hình ở mặt trận. Mặt khác, Tổng thống Zelensky đang cảnh báo với sự nổi tiếng ngày càng tăng của tướng Zaluzny theo một số cuộc thăm dò dư luận kín, đánh giá của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt 30% và sắp xỉ bằng các chỉ số của nguyên thủ quốc gia. Và cuối cùng, Văn phòng Tổng thống Ukraine phản ứng lo lắng trước sự yêu ái đối với Zaluzny của các nhà lãnh đạo phương Tây, đặc biệt là Anh và Mỹ. Tháng 11 đã sắp qua, Tổng thống Ukraine đã xác nhận nhiều tin đồn hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Jusson, ông đã cảnh báo rằng quân đội không nên tham gia chính trị vì nó cản trở sự đoàn kết của dân tộc. Ông nói, nếu bạn quản lý một cuộc chiến với suy nghĩ rằng ngày mai bạn sẽ tham gia chính trị, thì bạn đang cư xử như một chính trị gia. Và đây là một sai lầm tai hại. Với tất cả sự tôn trọng đối với tướng Zaluzny và tất cả các chỉ huy có mặt trên chiến trường, phải có sự hiểu biết tuyệt đối về thứ bậc. Một số nhà quan sát tin rằng mọi việc đang diễn ra sẽ khiến tướng Zaluzny có thể phải từ chức. Nhưng theo một cách nhìn khác, thì tướng Zaluzny có thể tham gia vào một số cuộc đảo chính mới của Ukraine. Hiện thì dân chúng Ukraine và cả phương Tây đều không giấu sự mệt mỏi với các chính sách của Zelensky. Và việc Tổng thống Zelensky không muốn tổ chức bầu cử Tổng thống có thể sẽ thúc đẩy các nhóm lợi ích được đảm bảo, sẽ cố gắng để thay đổi quyền lực bằng vũ lực. Và khi đó, tướng Zaluzny được cho là có thể hỗ trợ quân sự cho những kẻ chủ mưu hoặc tự mình trở thành thủ lĩnh của chính quyền. Giới quan sát cho rằng, người Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc thay thế Tổng thống Zelensky trong khi nhân vật thì đang được dùng để gây áp lực lên Tổng thống đương nhiệm. Tuy nhiên, có vẻ như phương án đảo chính quân sự đang được cân nhắc. Và để làm được điều này, người Mỹ cần đạt được mục tiêu đình chỉ các hoạt động thù địch và ký một số hiệp định đình chiến. Và dĩ nhiên, Tổng thống Zelensky rất khoát từ chối, vì ông hiểu rằng mình có thể mất chức và các mối đe dọa an ninh bổ sung sẽ phát sinh. Zelensky đang mất kiểm soát Hoa Kỳ đưa ra tối hậu thư cho Kiev về cuộc bầu cử, cho rằng Tổng thống Zelensky đang vượt qua khỏi tầm kiểm soát và phương Tây đã quyết định hành động. Trong khi Tổng thống Zelensky không muốn cuộc bầu cử xảy ra, nhưng tối hậu thư trong chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng 9 đã nêu rõ rằng cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra bằng cách này hay cách khác. Điều này minh chứng rằng phương Tây đang quan tâm đến việc bầu ra một quốc hội để cân bằng quyền lực của Tổng thống Zelensky, người đã trở nên khó kiểm soát hơn. Trước đó, Thủ tướng Ukraine Mykola Arazov đã bày tỏ sự tin tưởng rằng người Mỹ hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình đất nước Ukraine. Vì vậy sẽ không có chuyện tướng Zelensky sẽ chống lại Zelensky cho đến khi ông ta nhận được sự đồng ý từ Mỹ. Và cũng không có việc Tổng thống Zelensky sẽ tùy tiện sa thải tướng Zelensky. Tuy nhiên, có một sự kiện gần đây khiến Tổng thống Zelensky càng thêm đau đầu. Đó là việc tòa án tối cao Ukraine tuyên bố xác lệnh của Zelensky về việc sa thải người đứng đầu tòa án hiến pháp là bất hợp pháp cho rằng tổng thống không thể bãi nhiệm người đứng đầu tòa án hiến pháp bằng xác lệnh như vậy không có điều đó ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới hoa kỳ thì nhận thấy sự vô ích của một cuộc chiến tiếp theo giữa ukraine và nga và muốn loại bỏ tổng thống zelensky nhằm đóng băng xung đột và duy trì vùng đệm lãnh thổ giữa phương tây và nga và nhà lãnh đạo ukraine giờ đây cũng không còn che giấu sự thật về tình hình ở mặt trận được nữa ukraine đang cạn tiền và vũ khí vào một năm trước đây phương Tây sẵn sàng cung cấp miễn phí công nghệ hiện đại cho Ukraine mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Nhưng mà giờ đây, những lời phàn nàn của Tổng thống Zelensky đã không còn tác dụng. Trong một sự thừa nhận hiếm hoi, Tổng thống Zelensky đã công khai về tình hình ở mặt trận. Phàn nàn việc cung cấp đạn pháo quan trọng cho Ukraine đã thực sự chậm lại. Nhưng rõ ràng là những lời phàn nàn đó không có tác dụng tương tự. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Baptiste Lucone đã nói rõ rằng việc tăng quà quân sự từ Paris sẽ không còn nữa. Trước đó, thì Paris đã gửi cho Kiev số vũ khí trị giá 3 tỷ euro và đóng góp khoảng 200 triệu vào cái gọi là quỹ hỗ trợ Ukraine. Số tiền mà Zelensky có thể sử dụng để mua cùng loại pháo si sa của Pháp. Nhưng liệu số tiền đó có được sử dụng đúng mục đích hay không? Trừ khi anh ta đã chi số tiền đó để mua kim cương cho vợ mình. Hoa Kỳ thì ngày càng gửi nhiều tín hiệu tới Tổng thống Zelensky rằng các đồng minh phương Tây đang yêu cầu ông tự nguyện rời khỏi sân khấu chính trị bằng cách này hay cách khác. Một thông điệp đã được truyền tải từ Washington là hầu hết người Mỹ phản đối việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Và cuộc xung đột ở Ukraine nên chấm dứt và sẽ sớm chấm dứt. Để đối phó với việc cắt giảm viện trợ từ phương Tây, Tổng thống Zelensky đã bắt đầu tìm kiếm nguồn vốn để tiếp tục cuộc chiến bằng các chính sách sau. Đó là tăng thuế chiến tranh, cùng với đó là thuế thu nhập cá nhân của chính quyền địa phương sẽ được chuyển về ngân sách trung ương giảm phúc lợi xã hội và 94,7 tỷ Houdiniya từ quỹ đường bộ vào năm 2024 sẽ được chuyển sang nhu cầu quốc phòng. Cuối cùng là quốc hiếu hóa tài sản của các nhà tài phiệt và cải cách bộ máy nhà nước tình giải biên chế. Sau tất cả những điều trên, Tổng thống Zelensky đang bị áp lực cần phải trung thành hơn. Thế nhưng, ngay cả khi ông bị cách chức, thì bất cứ ai được bổ nhiệm hoặc đồng ý thay thế ông ta cũng sẽ đều nằm dưới sự kiểm soát của phương Tây và việc Ukraine bị chia thành hai hoặc ba phần có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Thỏa thuận ngừng bắn Gaza trì hoãn vào phút chót. Tham ở Israel dẫn lời một quan chức Palestine cho hay, sự chậm trễ trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn ở Gaza là do những thông tin chi tiết vào phút chót về việc con tin nào sẽ được thả và bằng cách nào. Cụ thể, thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza vào hôm 22 tháng 11 dự kiến sẽ có hiệu lực vào hôm sau nhưng đã bị trì hoãn trong đêm vì tên của các con tin Israel và phương thức thả họ. Israel đã yêu cầu thả tất cả trẻ em bị giam giữ ở Gaza cũng như mẹ của chúng. Mặc dù Hamas đã chỉ ra rằng họ không nhất thiết phải biết tung tích của tất cả những đứa trẻ này. Và một số trong số chúng đang bị các nhóm khủng bố khác ở Gaza giam giữ. Cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanepi vào hôm 23 tháng 11 cho biết, các cuộc đàm phán ngừng bắn với Hamas vẫn đang diễn ra, nhưng việc thả con tin sẽ không diễn ra trước thứ Sáu ông cũng không đưa ra lời giải thích nào về sự chậm trễ này và cũng chưa rõ là khi nào lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Mazep al-Assadi cho biết trong một tuyên bố rằng Qatar và Mỹ đang hợp tác với hai bên để đảm bảo bắt đầu nhanh chóng lệnh ngừng bắn và cung cấp những gì cần thiết để đảm bảo cam kết của các bên đối với thỏa thuận. Sự chậm chế này đã làm những gia đình đang mong muốn được nhìn thấy người thân yêu của họ trở về nhà trở nên lo lắng hơn. Và hơn 2 triệu người dân ở giải Gaza đang cầu nguyện để chấm dứt chiến tranh. Một quan chức Israel giấu tên đã giải thích về sự chậm chế, nói rằng trái ngược với những gì được hiểu trước đây ở Jerusalem, cả Israel và Hamas đều cần ký vào một văn bản phê duyệt thỏa thuận để nó có hiệu lực. Văn bản này hy vọng sẽ được ký trong vòng 24 giờ tới, kịp thời điểm các con tin đầu tiên sẽ được thả vào thứ Sáu. Chính phủ Israel cho biết rằng, theo phát thảo của thỏa thuận, nếu Hamas có thể thả những con tin tìm thêm là trẻ vị thành niên hoặc phụ nữ, thì thỏa thuận có thể được kéo dài lên tới 10 ngày. Với thêm một ngày tạm dừng giao tranh cho mỗi 10 con tin được thả, thì sẽ có 3 tù nhân Palestine cũng sẽ được trả tự do. Truyền thông nhà nước Ai Cập trước đó cho biết rằng lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào sáng thứ Năm. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra sự chậm chế trong nhiều thỏa thuận sau nhiều tuần đàm phán liên quan đến Qatar, Ai Cập và Hoa Kỳ. Netanyahu sẽ tiếp tục chiến dịch sau khi ngừng bắn. Tuy nhiên, thì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào cuối ngày thứ Tư cho biết, ông đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng ông sẽ tiếp tục cuộc chiến sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn. Ông Netanyahu đã nói rằng, chúng tôi đang chiến thắng và sẽ tiếp tục chiến đấu, cho đến khi chiến thắng tuyệt đối. Được khác thì IDF cho biết, xe tăng và máy bay không người lái đã tấn công một chi bộ của Hamas trong bối cảnh cuộc đấu súng do lữ đoàn Golani chỉ huy. Quân đội Israel nắm giữ phần lớn miền Bắc Gaza và nói rằng họ đã dỡ bỏ các đường hầm và phần lớn cơ sở hạ tầng của Hamas tại đây. Nhưng các quan chức Israel thừa nhận, cơ sở hạ tầng của Hamas vẫn còn nguyên vẹn ở những nơi khác. Thông báo tiếp tục gây chiến của ông Netanyahu dường như nhằm vào những lo ngại của công chúng rằng một lệnh ngừng bắn sẽ khiến Israel phải dừng cuộc tấn công trước khi đạt được mục tiêu. Israel cho biết họ quyết định tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào miền Nam. Điều đó có thể có khả năng tàn phá đối với người dân đã phải rời bỏ quê hương ở Gaza. Phần lớn trong số họ bị ép vào phía Nam mà không có nơi nào để tránh cuộc tấn công. Có thể thấy rằng số phận của người dân ở dài Gaza đang bị đe dọa, khi mà cả miền Bắc và miền Nam đều không tránh khỏi bị tấn công. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.